không, bây giờ tôi sẽ test máy bao nhiêu thì là 55.000 cho bạn xem, và đối với nó thì sẽ đánh cá bạn cá đôi đồng. Bấm chặt cửa vào và bấm công tắc để cho máy chạy. Sau khi kết thúc 60 giây thì máy sẽ ngưng hoạt động và chúng ta hãy cùng nhấn nút để đẩy ra ra. Sau khi các bạn mở nắp này, sau khi chúng ta test chiếc máy Dagio Tenka 500, chiếc máy đánh bài cá chuyên dụng dành cho nhà hàng và quán ăn.